nhân dân xưa nay luôn được nhiều người ví là cái nôi hội tụ của nhiều bóng hồng xinh tươi. Từ một cô sinh viên bình thường đến cả những hốt diễn, diễn viên người mẫu và ca sĩ nhiều người biết đến ngôi trường này đều không thiếu. Mới đây, những bức ảnh của một nữ sinh em chưa 18 được đăng tải trong hội trai xinh gái đẹp của một trường đại học bất thần trở thành tâm điểm để cư dân mạng bàn tán. Ngay lập tức chỉ sau một vài cú lết chuột, danh tính toàn vẹn của cô nàng cũng được bật mí. Lính linh cô nữ sinh 10 giây bảo những ngày qua. Đó chính là Nguyễn Thị Lính Linh, sinh năm 2001, quê Bà Rịa Vũng Tàu, sinh viên năm nhất, khoa ngữ văn Pháp, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu nhan sắc khả ái, những hình ảnh của cô đăng tải trên các trang mạng khác biệt luôn chiếm được cơn mưa lời khen bởi góc nghiêng thần thánh. Không những vậy, với chiếc mũi được ví như cực phẩm và làn da trắng cùng nụ mỉm cười duyên dáng mỗi khi hình thành ở bất cứ đâu, nữ sinh này lại đốn gục trái tim nhiều người, nhất là các bạn nam. Thậm chí khi những bức ảnh của Lính Linh được chia sẻ bao la rải trên các fanpage, cô còn được nhiều chàng trai tranh nhau nhận dêu làm vợ. Tuy nhiều người biết đến trên mạng xã hội là thế, nhưng cô nàng vẫn khẳng định rằng điều đó không ảnh hưởng gì nhiều tới cuộc sống của bạn dạng thân. Cô nàng vẫn luôn phân định được trên mạng với thực tế nó hoàn toàn không giống nhau. Lính Linh cho biết, bản thân em thì thấy em chả xinh tươi giỏi giang gì, đường nét trên mặt em cũng không phải đẹp nữa, nhưng có vẻ dài góc mặt nó thuận mắt một chút nên em cũng không lấy làm cao. Em cũng không nghĩ em nhiều người biết đến hay gì hết à, mọi người có thể gọi các bạn phổ biến lớp với em, người quen em tiếp xúc. Em vẫn bình thường vui mừng thôi à. Em không có chảnh chọt gì đâu, chỉ là em phân biệt rõ mối quan hệ xóm giao và nghiêm túc nên người ngoài có thể họ nghĩ em khó gần. Những bức ảnh xinh tươi của Lính Linh khi đi học. Chia sẻ về ngành học hiện tại, Lính Linh tâm sự, em học cấp 3 ở một trường huyện bình thường, thậm chí thuộc dạng điểm đầu vào thấp trong tỉnh. Ở quê em, chuyện học đại học còn là thứ không nên với nhiều người ấy à. Giờ đậu đại học không khó, nhưng vì chị em đang học nhân văn, cũng re di nhiều nên em đã quyết tâm thi vào trường. Còn về ngành học, trước đây trường em không dạy tiếng Pháp, em cũng không thích đi học thêm vì bạn dạng thân thích tự học hơn nên hầu hết mọi thứ bạn dạng thân đều phải tự học hoặc hỏi bạn bè. Ban đầu đăng ký ngữ văn Anh, thì kết thúc nghe nói năm nay điểm tăng nhiều nên em chuyển nguyện vọng Pháp lên. Em thi được 25,01 điểm, đến lúc có hậu quả thì điểm chuẩn ngữ văn Anh là 25. Cũng có chút tiếc, nhưng suy nghĩ lại thì sự lựa chọn nào cũng là một cái duyên. Em vừa trải qua hơn 2 tháng học, mọi thứ cũng khó khăn, học phổ biến một ngôn ngữ mới với những bạn đã học sẵn nên nhiều khi bạn dạng thân bị khủng hoảng tinh thần nhẹ nhẹ. Nhưng mọi sự mở đầu nan, em chỉ có thể nỗ lực hết sức lúc này thôi à. Ngoài việc học, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Lính Linh còn tích cực nhập cuộc làm mẫu ảnh online, đây cũng được coi như là công việc làm thêm của cô nàng. Nói về dự định của bạn dạng thân trong tương lai, nữ sinh 2001 kỳ vọng bạn dạng thân có thể học tập thật tốt, sau đó sẽ cắt tinh vào câu lạc bộ Vuta của trường đại học. Đặc biệt vì có một niềm đam mê mãnh liệt với ngôn ngữ và văn hóa, Lính Linh cũng đặt mục tiêu cho bạn dạng thân học thêm được nhiều ngôn ngữ khác biệt, sau đó sẽ đi thật nhiều nơi để hưởng thụ thực tế. Hoặc có thể sớm nhất nữ sinh cũng dự định đi du học để rèn tính tự lập giúp bạn dạng thân trưởng thành hơn. Những bức ảnh đẹp không góc chết của Lính Linh. Ảnh